Anh em ơi, mình vừa háo cho anh em là cái cấu hình cho anh em xem thử là bên trong một cái con loa điện đến từ nhà Nomax. Cái con mà anh em hay chê là Nomax nó dở á. Coi đợt này có dở hay không hả? Rồi chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Điện Máy 369, mình là Bảo Trần. Rồi anh em có thể thấy đây là một trong những cái mẫu loa điện mà bên mình đang bán rất là chạy và chỉ bán có một loại này thôi em. Bởi vì á những cái con loa điện này mình đánh giá là một trong những con loa mà Nomax rất tâm huyết về cấu hình, ngoại hình, về chất lượng hoàn thiện của cái con loa này. Và đường cá tông huyết này gì nữa biết không? 369 nè. Được là một trong những cái đơn vị được ưu tiên phân phối cái dòng này ra thị trường. Và mình cũng vừa xin Nanomax là mình được độc quyền phân phối cái mã này nè. Trên thị trường hầu như sẽ không có đâu. Rồi, đây là một trong những cái con loa điện mà mình nghĩ là phân khúc giá nó rất là rẻ để cho anh em có thể sở hữu, để một con anh em có công sức lớn, hát nhạc hay, để mà phục vụ cho anh em những cái dịp đám tiệc cuối tuần này nè, đám giỗ sinh nhật rồi các kiểu đâu nè. Con này khá ok nha. Chơi công sức lớn của con này có thể liên tục lớn và có thể là đáp ứng được nhu cầu khoảng tầm 15 20 bàn vô tư, mỗi bàn 10 người rồi các kiểu đó. Rồi thì ở đây anh em nhìn sơ về cái ngoại hình thôi, anh em có thấy ở trên thị trường có một con loa điện nào có ngoại hình đẹp như này không? Hầu như không. Hầu như ví dụ với phân khúc giá mà nó 10 18 củ chín, là con này chính xác giá là 18 củ chín, thì anh em có thể thấy là trên thị trường hầu như mình thấy là ngoại hình của nó không có nơi nào mà ráp cho anh em được cái ngoại hình nó đẹp. Thứ nhất là về cái lưới nè, anh em có thấy lưới họa tiết của nó rồi, họa tiết đập khuôn của nó nè, cam lại gần đi luôn đi cho mọi người thấy. Mọi người thấy thứ nhất là cái màu xám của nó nè, sát vô sát gửi vô màu xám nè, đó nhìn rất là sang, rất là đẹp đó, màu xám nhám ha. Vân lưới ở đây là cái dạng hình là ngôi sao ba cánh đó nè, nhìn rất là lạ, rất là độc luôn đó. Ở dưới này còn có thêm hai cái hình lục giác, hình này hình thoi với hình thoi đang với nhau, hình kim cương là điểm nhấn chính giữa. Và anh em biết cái gì làm mình ấn tượng nhất cái lưới này không? Là một chữ Na luôn mắt, một phong chữ rất là sang, rất là đẹp, và được nổi bật lên bằng cái cách là ốp một cái tấm gọi là tấm thép màu cam ở đợt mặt sau lên, và mặt trước là đã được CNC nó đứt ra cái tấm này luôn. Lưới này là 1:2 nha, rất là chắc chắn nè, và cái lưới này nó bảo vệ được cho anh em là một bộ đôi bass. Bass ở đây là Nanomax sử dụng cho anh em là một bộ đôi bass sườn nhôm luôn. Đây là những cái con bass sườn nhôm mình ráp cho anh em ở những cái con lo khác nè, để qua bên này đó, này bass nasal nè đó, rồi con bass sườn nhôm của Nanomax này, sườn nhôm đúc nguyên khối khối luôn nha, đẹp chưa anh em đó, nhôm đúc nè. Ôi có con bass nào trên thị trường mà đẹp như vậy không, con 75 từ 190 đó, gần một gang tay của mình luôn đó, quá trời dữ nè. Con bass này nó nặng trên 7 kg, bữa hồi nãy mình cân bằng cái cân cân lõ là được 7 kg 4, không biết chính xác nó bao nhiêu ha. Đó, với con bass rất là chất lượng như này. Rồi bên trong của con Nanomax này á, là anh em là có bông tiêu âm, có phân tầng dưới này đầy đủ luôn đó. Rồi thùng là thùng MDF rất là dày, thùng này là lên tới 1,5 1,5 cm đó, thùng rất là chất lượng. Nanomax thì trước giờ được cái là làm cái thùng của nó rất là chắc chắn nè, nhìn cái thùng là biết con lo là thấy chất lượng rồi đó. Rồi với 18 của chính anh em được chọn, được chọn giữa một cái con vàng số ở đây và một cái con vang cơ ở trên đó. Thì theo mình nhận định á, mình thấy là cái con vang cơ là một trong những con mà mình đánh giá là cái tiếng hát của nó mặc định á, rất là hay, rất là nhẹ rồi. Anh em chỉ cần chỉnh ba cái nút volume tổng rồi, mic voice nè, nhạc hiệu ứng nè, với nhạc lên là anh em hát thoải mái rồi. Còn vang số anh em phải chỉnh lại. Ở đây vang số là nó có thêm tới 4 chế độ, M1, M2, M3, M4. Mỗi cái M này nè, một cái là một cái chức năng, một cái cách hát nhạc khác nhau, nhạc trẻ, bolero, cải lương. Hoặc là chế độ gì nữa thì mình không có nắm lệnh này đó. Thì với 18,9 là đồng giá, anh em chọn, anh em thích con nào chọn đó. Nếu mà có điều kiện anh em cứ đến 573 Lê Văn Lương quận 7 bên mình để mà xem thử chất âm của em nói như thế nào và cấu hình thực tế như thế nào đó. Đó là con bass, một bộ đôi bass 40, con 75 từ 190, quá đẹp, nhìn sang xịn mịn luôn nè. Rồi bass là vậy, chép thì như thế nào? Ở đây chép thì mình thấy là Nanomax sử dụng cho anh em một bộ đôi chép 450 ha, chép 450 từ rất là dày. Đít nhôm để tản nhiệt tốt nè. Con chép này á, mình thấy là Nanomax rất là hình như chép này đặt riêng nè, chứ trên thị trường mình thấy là từ của nó rất là mỏng nè. Nè, thị trường chép, thị trường nè. Chép thị trường. Chép 450 RCF. Đó, rồi, kết hợp với nó là một cái họng array, cái họng dạng phễu nó phóng ra nè. Đó. Đó, bởi vì cái họng array này nó sẽ phát ra cho anh em một cái tiếng chép rất là thanh, là sắc nét. Đặc biệt anh em nghe nhạc bolero mà trên tiếng chép này á, trên cái con loa điện này thì nó sướng cái tai dữ lắm nè. Rồi ở đây mình sẽ tìm hiểu sơ sơ về cái chỗ van cơ chứ đi ha. Van số thì tại vì hiện tại mình cũng chưa có, nói chung là nút quá trời nút luôn.
không biết đường chỉnh đâu. Tiếp sau mình sẽ hướng dẫn này cách chỉnh tần số rồi luôn. À, rồi băng cơ nè. Về cơ bản băng cơ, anh em sẽ thấy là có rất nhiều chức năng giống như là cái mạch loa kéo vậy đó. À, delay, repeat, pass, mix, chép của cái hiệu ứng. Rồi có reverb nữa nè. Đó. Rồi có hai cái cổng kết nối micro ngoài nữa. Rồi, ở đây về music của này là mic nha. Mic anh em có mic bass nè, mic mid nè, mic chép nè. À, anh em có thể chỉnh cái giọng cao của mình như thế nào tùy theo anh em tinh chỉnh. Mặc định thì mình thấy là nhà nào nó mắc đã chỉnh sẵn cho anh em rất là nhiều rồi. À, người ta đã nghiên cứu, người ta đã bán loa trên thị trường nó rất là nhiều năm rồi. Người ta biết được là hiểu được là người Việt Nam mình là ưu tiên hát những cái loại nhạc nào, hát ở giọng nào, quãng nào. Đó, thì Nanomax này đã chỉnh sẵn đúng như là cái gì mà anh em mong muốn rồi. À, nên là anh em về khỏi cần chỉnh gì cả, mở thùng ra, khui thùng ra là chơi thoải mái. À, rồi bass, mic, chép của nhạc là tùy anh em chỉnh ha. À, anh em muốn nhạc mà có nhiều bass tăng bass lên, mic cũng vậy và chép ok. À, rồi ba cái núm để anh em có thể là chỉnh hiệu ứng nè, chỉnh mic voice nè, chỉnh nhạc nè. À, quá là tuyệt vời rồi còn gì nữa. À, rồi ở đây băng cơ tiếp theo với hai cái thớt còn lại, anh em sẽ được trang bị là một cái thớt đẩy với công suất rất là khủng khiếp. Mình nghĩ ở đây là nó để công suất 1.800W trên mỗi kênh, hai kênh là 3.600 thì có thể là công suất ảo hoặc không biết người ta công nghệ nó như thế nào. 36 sò. Hiện tại thì trên thị trường thì cứ là như mình nhớ là 32, 48, 56 gì đó. Thì ở đây nó ngộ ngộ cái là nó tới 36 sò, nó lẻ lẻ lẻ. Ừ. Rồi, kênh đẩy, cái con đẩy này thì mình đánh giá là nó cũng khá là dữ dội nha. Thì hôm bữa là mình có test thực tế giữa cái con đẩy này đẩy ra cái công suất này với một cái lo bình, nó so sánh hơi khập khiễng xíu. Nhưng mà mình thấy con lo bình này nè, công suất của nó chắc nhỏ xíu xíu nè, mở maximum mà bằng này mở có chút xíu nè. Đó, đúng là lo điện, chất lượng thiệt anh nè. À, rồi và một cái thớt còn lại là một cái thớt micro với một cái công nghệ mà mình thấy là nó có bắt sợi bắt sóng micro lên tận gần 100m anh em. À, mình đã từng test thử cái độ bắt sóng xa của cái thớt micro này rồi. Ở trên TikTok anh em có thể là lên kiếm kênh anh em xem thử. À, nó bắt sóng xa có thể trên 100m, tại mình không có biết chính xác là cái khoảng cách mình đi từ đây qua tới tuốt đuốt bên kia đường, cuối đường bên kia luôn, nó không biết là bao nhiêu. À, nhưng mình thấy là nó bắt sóng ra rất là ổn. À, điều này chứng tỏ là gì anh em, khi mà bắt sóng xa được, tức là những cái khoảng mà gần gần xung quanh mà nhiều vật cản thì nó cũng bắt sóng khá là ok. À, ở đây là con lo này mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn cho những anh em mà chơi sự kiện ở trong hội trường rồi nè. À, hoặc là những cái sự kiện của học trường học. À, sở hữu một con lo mà công suất khủng như thế vậy, âm thanh các kiểu, rồi bass, mic, chép, đồ chất lượng như này. À, chất lượng đúng không nè, là một trong những cái con lo đáng anh em sở hữu. Ngoại hình thì khỏi phải chê đúng không, màu sắc anh em nhìn thấy rồi, nhìn là ưng, nhìn là ưng. À, rồi 18 củ chính cho con lo này. À, rồi bên mình có hỗ trợ trả góp cho anh em nè, bao nợ xấu ở thành phố Hồ Chí Minh nè. À, còn gì nữa, tuyệt vời bạn. À, sở hữu ngay em nói đi nha. Đến với điện máy 39 anh em sẽ sở hữu ngay con Nanomax Pro 909, không có chỗ nào bán nữa đâu nha.